Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Thank you.
xem nó bị sao vậy ta. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây thường quy nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây, hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây thường vi nha. Đây, đó, đây là cây thường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây thường quy nha các bạn.
thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Đây hoa tường vi nè. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi
đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đó là hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây
cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ mời các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây, đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Sao vậy ta?
cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Ở đây nó có kiến nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa thường quy á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây hoa thường quy nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây thường quy nha. Đây đó, đây là cây thường quy nè các bạn. Đây mình xin mời các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Ở đây nó có kiến nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn. Đây là cây hoa
thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi thăm quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây, cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây, đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi
đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi
Cái cây này là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây, đây là cây tường vi nha. Đây, đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiến nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đó là hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây, hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây, đây là cây tường vi nha. Đây, đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Sao vậy ta?
cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình xem các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn đây, đây hai cây thường quy nha các bạn. Thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây, hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi thăm quan khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây thường quy nha các bạn. Đó,
thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có tím nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Tường vi nè. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi
đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đó là hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi
Cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ mời các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Sao vậy ta?
Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa thường quy á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa thường quy nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây thường quy nha. Đây. Đó, đây là cây thường quy nè các bạn. Sao nó bị sao vậy ta? Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn.
nè. Đó thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi thăm quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây, cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn.
Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi thăm quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây
các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây, là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây, hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo, alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây, là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Thank you.
sao vậy ta? Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây thường quy nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây, hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây thường vi nha. Đây, đó, đây là cây thường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây thường quy các bạn.
vi nè. Đó thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có tím nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn.
Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây,
các bạn, bữa nay mình xin các bạn coi cái cây, cái cây là cây tùng hoa tùng vi nha các bạn. Đây là cây tùng vi nha. Đây. Đó, đây là cây tùng vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tùng vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tùng vi nè, rất là đẹp nha. Khi mà bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa tùng vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây tùng vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tùng hoa tùng vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Thank you.
sống nó bị sao vậy ta. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa thường quy á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây hoa thường quy nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây thường quy nha. Đây đó, đây là cây thường quy nè các bạn. Sống nó bị sao vậy ta. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn.
thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi
đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi
Cái cây này là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây, đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây, hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Sao vậy ta?
Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây thường quy nha các bạn. Tường vi nè, đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây thường vi nha. Đây. Đó, đây là cây thường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nên bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây. Đó, đây hai cây thường quy nha các bạn.
đường vi nè. Đó thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn.
Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây, là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây, đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây
các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây, cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi mà hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, đây là cây hoa tường vi các bạn. Sau đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây, đây hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nè các bạn. Thank you.
sống nó bị sao vậy ta. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa thường quy các bạn. Ở đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây thường quy nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái nó hoa nó rụng hết rồi. Đây rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó, rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây, các bạn vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây thường vi nha. Đây đó, đây là cây thường vi nè các bạn. Sống nó bị sao vậy ta. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây thường quy nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa thường quy nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ đó, nhưng bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha, rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn coi. Đây là hai cây tường vi nha các bạn.
vi nè. Đó thì là cái cây cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi thăm quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Cây này hồi bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem thêm nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đó là hai cây tường vi nha các bạn. Đó thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì cái hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Mình ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn.
rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Đó. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu vườn của nhà mình nha các bạn. Và đây các bạn, vừa mình xin các bạn coi cái cây là cây tường hoa tường vi nha các bạn. Đây là cây tường vi nha. Đây. Đó, đây là cây tường vi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi, đây là cái bông cây tường vi nha các bạn. Rồi đây đó, cái cây hoa tường vi nè, rất là đẹp nha. Khi nào bữa là nó có hoa màu đỏ rất là đẹp, bây giờ là hoa nó rụng hết rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây hoa tường vi các bạn. Ở đây nó có kiếm nha. Rất là nhiều cây xanh nha. Rồi để mình cho các bạn. Đây. Đây là hai cây tường vi nha các bạn. Thì là cái cây hoa tường vi á, là cái lá của nó là màu hơi tím tím nha các bạn, hơi xanh xanh tím tím nha các bạn. Đó, nè, cái hoa của nó thì sẽ màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì nó hoa nó rụng hết rồi. Đây. Rất là đẹp nha. Ngồi hơi ngược sáng nha các bạn. Đây. Đó. Hoa tường vi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn đi dạo nơi khác nha. Đây là cái vườn hồng của ba mình nha. Rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi thăm